Chào các bạn. Bài tập tiếp theo có yêu cầu như sau. Đây là màn hình tree view và list view. Thì ở đây chúng ta sẽ thể hiện thông tin học sinh theo trường và có cái dạng cây như thế này. Và một cái danh sách chúng ta sử dụng list view để thể hiện danh sách chi tiết. Sau đây sẽ là phần phân tích yêu cầu của đề bài. Thì ở bài này thông tin nhập sẽ là thông tin của học sinh theo trường. Xử lý thì chúng ta có thể thêm hay là xóa học sinh trong danh sách. Thông tin xuất sẽ là thông tin của học sinh. Cụ thể hơn, chúng ta sẽ đi qua phần hướng dẫn giải. Khi thiết kế màn hình thì chúng ta sẽ sử dụng tree view để chứa cây thông tin tra cứu. Thì đây là tree view để chứa danh sách chi tiết thì chúng ta sẽ sử dụng list view. Chúng ta có list view ở bên phải. Còn để tạo thực đơn ngữ cảnh thì chúng ta sẽ sử dụng context menu strip để tạo ra các cái thực đơn như là xóa, thêm học sinh. Thì đó là phần thiết kế. Còn với các khai báo thì chúng ta sẽ khai báo các biến toàn cục như là mảng chứa danh sách các trường. Thì ở đây là một cái danh sách các bạn có thể linh động, tùy biến. Các bạn có thể tạo những cái trường mà chúng ta thích. Thì chúng ta có một cái danh sách các trường là một cái mảng. Rồi thông tin của cái nút đang chọn trên tree view, trên cái cây. Cho nên là ta sẽ khai báo một cái nút chọn có kiểu là tree node. Cụ thể hơn, chúng ta sẽ đi vào cái phần bài giải của chương trình. Thì đây là màn hình đã được thiết kế sẵn. Thì bên trái chính là cái đối tượng tree view. Và ở đây chúng ta có cái đối tượng là list view. List view này chúng ta tạo sẵn hai cột là trường và họ tên học sinh. Để tạo ra những cái thực đơn ngữ cảnh thì chúng ta sẽ sử dụng context menu strip. Đây chúng ta sử dụng cái đối tượng này. Để lưu trữ những hình ảnh trong tree view thì chúng ta sẽ sử dụng một cái email list. Và các bạn có thể sử dụng những cái icon nào mà các bạn thích để các bạn add vào. Thì đây chúng ta đã có được hai cái icon tương ứng với khi mà chúng ta chọn một cái nút là quyển sách mở và quyển sách đóng. Thì tùy theo các bạn có thể sưu tầm những cái hình ảnh mà các bạn thích và các bạn add vào trong cái email list này. Thì đó là cái phần thiết kế của màn hình. Sau đây chúng ta sẽ đi vào cụ thể xử lý code. Thì đầu tiên là các khai báo chính thì chúng ta đã được hướng dẫn rồi. Thì phần xử lý đầu tiên đó là khi mới mở form thì chúng ta sẽ xuất thông tin của cái tree view. Thì chúng ta xây dựng cái thủ tục là xuất cây. Thì để xuất cây thì các bạn đầu tiên chúng ta tạo nút gốc. Nút gốc có kiểu tree node và chúng ta sử dụng cái tập hợp nodes của tree view. Đây là tên của tree view và chúng ta sử dụng phương thức add để chúng ta thêm vào một cái nút gốc. Rồi chúng ta muốn cái nút gốc này nó có cái hình là hình gì, ví dụ như là email index là bằng 0, nghĩa là cái hình khi mà cái nút
ở dạng bình thường thì chúng ta cho cái vị trí của nó email index là 0. Còn selected email index sẽ bằng 1. Đây là những cái index ở trong cái email list. Thì các bạn xem, email list chúng ta có vị trí 0 là quyển sách đóng và vị trí 1 là quyển sách mở. Ý nói là giống như chúng ta đang chọn vào một nút thì nó sẽ mở ra. Thì với hai cái vị trí này thì trên cái tree view các bạn chọn cái email list là email list 1 mà chúng ta đang có. Thì khi đó, khi mà vào xử lý code thì các bạn add cho những cái nút này là email index, chính là cái vị trí trong cái email list, cái vị trí của cái hình trong email list. Rồi ta cho cái thẻ nhận dạng của nút gốc tắt là bằng 0. Sau đó ta tạo danh sách các trường. Thì ta sẽ duyệt qua các cái trường trong danh sách ta lưu trữ. Rồi các bạn khai báo một cái nút con có kiểu tree node, và chúng ta dùng cái nút gốc để chúng ta add vào cái phần tử thứ y trong danh sách. Sau đó bạn gán cái thẻ nhận dạng cho nút con bằng 1. Ý nói đây là cái cấp 1, cái nút con cấp 1, bởi vì cái nút thì nó có nhiều cấp, cái tree view thì nó sẽ có nhiều cấp, nên là ta sẽ gán cái này là cấp 1. Tương tự email index và selected email index các bạn gán tương ứng cho những cái vị trí của icon tương ứng trong email list. Sau đó ta sử dụng cái phương thức expand all, có nghĩa là bung tất cả các nút ở trên cây. Như vậy là ban đầu khi chúng ta chạy chương trình thì nó sẽ liệt kê, chúng ta sẽ xuất cây và nó sẽ thể hiện như thế này. Đó. Thì khi chúng ta chọn thì cái biểu tượng nó khác. Khi cái nút đang không chọn thì cái biểu tượng chúng ta nó tương ứng. Thì lưu ý khi mà chúng ta chọn vào học sinh trường thì nó sẽ liệt kê các cái trường tương ứng. Còn nếu mà chọn vào một trường thì chúng ta sẽ liệt kê học sinh. Như vậy thì khi mà các bạn chọn trường thì tiêu đề ở đây là họ tên học sinh để liệt kê. Còn khi chúng ta chọn vào nút gốc thì nó sẽ liệt kê ra các cái trường tương ứng, và đây sẽ là trường, cái cột trường. Khi chúng ta chọn vào một trường thì chúng ta sẽ hiện cái contact menu strip là thêm học sinh. Thì các bạn dùng input box để chúng ta nhập vào học sinh mới của trường đó. Thì các bạn thấy ở đây nó sẽ được thêm vào. Hoặc là chúng ta thêm vào cho một cái nút khác. Đó, thì các bạn tương tự chúng ta thêm như vậy. Và khi sau khi thêm xong thì khi mà các bạn chọn vào trường thì các bạn thấy là học sinh của trường nó sẽ hiện ra. Còn khi chọn vào nút gốc thì các bạn phải chọn hiện ra đúng cái trường. Như vậy thì khi mà chúng ta thực hiện thì chúng ta cần lưu ý, khi chúng ta lít chuột phải để xuất contact menu strip thì khi lít phải lên cái trường thì nó chỉ có thêm học sinh, nhưng khi mà lít phải lên học sinh thì sẽ xuất cái menu là xóa học sinh. Như vậy thì chúng ta sẽ đi vào xử lý
các cái chức năng này. Đầu tiên, khi chúng ta chọn chuột trái lên tree view thì chúng ta sẽ thực hiện chúng ta có thể sử dụng Select Key True để đối chứng với các cái thẻ nhận dạng. Nếu như chúng ta đang chọn trên cái thẻ trên cái nút có thẻ nhận dạng là không, có nghĩa là nút gốc, thì chúng ta cho hiện ra cái cột trường, hiện cột trường bằng True, nghĩa là cho phép hiện ra cái cột danh sách các trường. Sau đó ta liệt kê các trường. Thì để hiện cột trường thì chúng ta sẽ định nghĩa như sau. Chúng ta sẽ có một cái tham số là visible, có nghĩa là trạng thái hiện hay là ẩn. Thì nếu như nó bằng true thì chúng ta sẽ cho cái cột 0, có nghĩa là cột trường có cái độ rộng tương ứng. Còn cái cột còn lại chúng ta sẽ che đi bằng cách cho cái độ rộng của nó bằng 0. Đây là cột 0 và cột 1. Ngược lại, có nghĩa là ẩn đi cột trường, thì khi đó cột 0 sẽ bằng 0, có nghĩa là cột trường bằng 0 và cột họ tên học sinh sẽ bằng 200. Thì tương ứng ở trên đây chúng ta có cột trường là cột 0 và cột họ tên là cột 1. Thì chúng ta muốn che cột nào thì chúng ta gán cái thuộc tính width của nó là bằng 0. Sau đó ta liệt kê trường. Liệt kê trường thì chúng ta sẽ xóa dữ liệu trong list view, sau đó ta duyệt và chúng ta add từng phần tử vào trong cái list view. Còn để xử lý chuột phải lên tree view thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Thì list chuột phải thì chúng ta sẽ hỏi xem nếu như chuột đang nhấn là chuột phải, chúng ta dùng cái tham số e.button bằng với window.form.mouseButton.right thì chúng ta sẽ có cái nút chọn bằng cái e.node, nghĩa là cái tham số e nó chứa cái nút hiện hành. Rồi nếu như cái thẻ nhận dạng của nút chọn bằng 1 thì chúng ta cho cái nút chọn chấm context menu strip bằng với cái thực đơn thêm. Ngược lại chúng ta cho hiện cái thực đơn xóa. Quay trở lại với chuột trái thì các bạn lưu ý, nếu như chúng ta chọn vào cái trường, có nghĩa là cái nút cha của cái trường là nút gốc sẽ là bằng 0. Ta hỏi là node.parent.tag bằng 0 thì ta sẽ hiện ra, ta che cái cột trường lại. Thì khi mà hiện cột trường phone có nghĩa là ta che cột trường, nó hiện cột học sinh. Rồi sau đó ta sẽ liệt kê học sinh theo trường. Lưu ý, liệt kê học sinh theo trường thì các bạn sẽ dùng cái cách chúng ta duyệt qua cái nút trường, tại vì chúng ta truyền vào đây một cái tham số là cái trường là một cái nút trên cây, thì ta sẽ duyệt qua những cái nút con ở trong cái trường đó. Như vậy bạn khai báo một cái nút có kiểu là tree node, ta sẽ dùng for each với mỗi cái nút trong cái trường chấm node thì ta sẽ yêu cầu thông tin tra cứu, nghĩa là tên của list view đó. Rồi thông qua phương thức add chúng ta sẽ tạo ra những cái list view item. Rồi do những item chúng ta có hai cột, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ có cái đưa vào cái giá trị cho học sinh, cho nên là cột đầu chúng ta cho bằng 0 và cột sau chúng ta truyền vào cái giá trị của tên của học sinh, chính là nút chấm test. Thì cứ như vậy ta sẽ liệt kê được học sinh của một trường.
tự khi chọn học sinh cũng vậy, chúng ta cũng liệt hiển thị cột trường, chúng ta cho phone, có nghĩa là che cột trường lại, và chúng ta liệt kê học sinh theo trường. Thì đó là khi chúng ta xử lý nhấn chuột trái và chuột phải trên tree view. Và khi mà nhấn chuột phải thì nó sẽ xuất hiện thực đơn thêm, thì khi đó ta sẽ hỏi xem nếu như cái nút chọn mà chúng ta có cái thẻ nhận dạng bằng 1, có nghĩa là bạn đang chọn trên cái học sinh, thì chúng ta sẽ gọi cái phương thức thêm học sinh với cái nút mà chúng ta truyền vào. Thì ta sẽ đi xem cái phương thức này như thế nào. Thì khi thêm học sinh, các bạn cần biết cái trường mà chúng ta đang thêm là trường nào, cho nên ta truyền cái nút chọn vào đây. Rồi các bạn sử dụng input box để các bạn nhập tên học sinh. Nếu như cái học sinh này có giá trị, nghĩa là khác rỗng, thì chúng ta khai báo một cái tree node mới mà ta truyền vào cái giá trị học sinh để ta khởi tạo. Sau đó các bạn cho cái thẻ nhận dạng của nó bằng 2, có nghĩa là nút con cấp 2. Sau đó ta add vào cái trường, ta dùng cái node của trường và ta add. Sau đó ta sẽ expand all, nghĩa là bung ra tất cả các nút. Thì đó là xử lý cho thực đơn thêm học sinh. Để xóa học sinh thì các bạn sẽ hỏi xem nếu như cái học sinh đang chọn, cái nút đang chọn có thẻ nhận dạng bằng 2, nghĩa là chúng ta đang chọn vào học sinh, thì chúng ta mới cho phép xóa. Thì xóa học sinh chúng ta làm như sau. Chúng ta chỉ cần là yêu cầu cái học sinh đó chấm remove, thì cái nút đó sẽ xóa khỏi cái cây. Thì ta bắt đầu thực hiện những cái phương thức như là xóa học sinh, thì các bạn thấy trong cây này sẽ xóa đi. Nhưng khi click chuột phải vào trường thì chúng ta chỉ có thể hiện thêm học sinh thôi. Đó. Điểm mà ở đây các bạn cần lưu ý đó là khi chúng ta chọn vào học sinh hay là chọn vào trường thì danh sách học sinh hay trường của học sinh đó giữ nguyên. Nhưng khi chọn vào nút gốc thì chúng ta phải liệt kê các cái trường của cái nút gốc đó là học sinh theo trường. Thì khi đó cái cột này nó sẽ thể hiện. Còn khi chọn vào đây là trường thì phải thể hiện là danh sách các học sinh của trường đó. Như vậy là các bạn vừa xem xong bài giải của màn hình Tree View và List View. Thì với bài này chúng ta lại làm quen với List View, nhưng mà Tree View là một cái điều kiện mới cho phép chúng ta thể hiện thông tin theo dạng cây, tiện lợi cho cái việc tra cứu thông tin. Thì chúc các bạn thành công ở bài tập này.